Trắng hả? Tập trung. 9 10 11 12 mình cũng vãi. Như thường, mặt như thường. Sao? Anh đeo cái đai đó là làm gì? À, đai lưng này hả? Ờ. Tại vì cái này đấy, nó lên khi mà các bạn tập tạ đơn á, các bạn nên mang cái đai lưng. Bởi vì hay có cái vấn đề là chúng ta sẽ nâng tạ lên gì nè, đó nó dễ ảnh hưởng cái thắt lưng lắm, nên phải mang đai lưng. Nó khác với khi đẩy tạ đòn nằm. Đẩy tạ đòn nằm là cái tư thế xuất phát của bạn á, là bạn đã nằm thẳng ghế rồi, nên cái lực nó tùy vào cái ghế. bả vai và từ bả vai tùy xuống ghế. Còn khi bạn tập tạ đơn á, cái lúc mà dễ bị căng cơ lưng và chấn thương lưng á, là lúc mà bạn lên xuống cái tạ đơn á, thì lúc đó là một á là cái hô hấp á với lại oxy trong cơ thể của bạn nó dành tối đa cho cái nhóm cơ ngực, vai nó đẩy rồi, nên khi bạn ngồi bạn lên lưng á, bạn khó dễ bị quên gồng cái cơ bụng, nó làm ảnh hưởng đến cái thắt lưng. Tại trong tư thế là khom lưng quăng hạ tạ xuống á, nó rất là bất lợi. Nên khi tập luyện á, một á là nên mang qua cái cổ tay để tránh bị cầm tạ đơn á là nó bị quẹo cái cổ tay. Hai á là tại cái cổ tay nó giúp bạn giữ cứng cái cổ tay vuông góc gì nè, bạn đẩy nó cầm chắc cái tạ hơn, nó an toàn hơn, bạn đẩy dễ đúng hơn. Ba là mang cái đai lưng để bảo vệ cái thắt lưng lên xuống. Tập bạn nặng cỡ bao nhiêu thì cần mang đai lưng? Khi mà bạn nâng cái mức tạ mà khoảng sắp xỉ từ 50-70% trọng lượng cơ thể của bạn lên là bạn bắt đầu mang đai lưng rồi. Hai cục này là cộng lại 65kg. Tôi nặng 77kg, tức là bây giờ là nó nặng hơn cái trọng lượng của tôi rồi, bạn hiểu không? Đó, nó nặng hơn, nặng sắp xỉ cái trọng lượng của tôi rồi, nên bắt đầu mang đai lưng là vừa. Ở đây mang đai lưng này, đó hơi giảm cái nhịp thở ở bụng của bạn một xíu, nhưng mà bạn mang nhiều quá bạn sẽ quen, mà điều quan trọng là bảo vệ được cái thắt lưng. Rồi thở đều đi, làm hiệp nữa nào. Cái cách này đẩy là mở rộng ra gì, sau khi đẩy lên thì xoay vô ép, là nó vừa xé cái phần cơ ngực ở đây khi rơi xuống mà nó vừa ép được vô phần trong. Cách này nó khó, nó khó hơn cách đẩy thẳng lên. Ví dụ như khi đẩy thẳng lên tôi có đẩy được 40kg hay này, cho 32kg nó nặng rồi. Và đây là đã là hiệp 2 rồi, 2 hiệp 3. Thì vừa rồi tôi đã đẩy tạ đòn, đẩy ngực tạ đòn ghế ngang với 120kg rồi, nên sẽ lọc nó sẽ bị giảm xuống. Xuống ngang vũ đúng không? Đúng rồi. Ok. Vô nào. Lau tay đi. Lau tay đi, tay trơn không được đâu. Nhớ lau khô á, khô bán tay tốt hơn. Trơn á. Rồi vô nào. Sau 5kg lần 2. Cố lên. 11 12 Ok, rồi. Khi mà cơ nó quá mỏi, cảm giác mà không đẩy lên được á, ngay lập tức bạn phải phản xạ, bạn gồng các nhóm cơ khác như vai, tay để tham gia đỡ thụ. Tổng lực hả? Phải giống như vừa rồi cái tình huống ở cái 12 không? Cái đó là tập ráng sức. Và khi tập ráng sức á, nó sẽ có nhiều tình huống hơi nguy hiểm có thể xảy ra, nên nếu mà bạn tập ở nhà bạn không tự tin á, bạn còn phải có một huấn luyện viên. Tôi không khuyến khích cách tập này cho tất cả mọi người, bởi vì tôi tập quen rồi, tôi chấp nhận mạo hiểm ở một phần nào đó, nhưng tôi không khuyên bạn phải chấp nhận mạo hiểm giống như tôi. Nếu bạn tập có người đỡ cho bạn thì quá tốt, còn không người đỡ bạn phải lựa chọn một tạ hạ xuống một chút và phải rèn luyện cái phản xạ cơ thể một chút. Nghĩa là khi mà cảm thấy nguy hiểm là buông liền. Giống như rồi á, tôi sẽ không tập trung để tôi ráng đẩy lên, mà
tôi sẽ ngay lập tức tôi gồng tay, tôi co chân ngay lập tức lên, các bạn thấy không? Chân tôi co lên rất là nhanh, ngay lập tức co chân lên, đỡ tạ bớt trọng lượng liền và xuống liền. Đó, cái chuyện tập luyện á, đôi khi cơ thể, ý chí của bạn, bạn rất muốn là đẩy được cái mức tạ nặng để vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể, nhưng đôi khi cái ngưỡng đó nó có những cái giới hạn và bạn bắt buộc phải đi lên từ từ mà không thể vội được. Đôi khi bạn quá vội vàng nó càng nó rất sẽ dễ dẫn đến việc là bạn gặp phải những cái chấn thương không mong muốn khi cơ nó chịu tải quá cỡ, nhất là những bài cơ ngực. Và để mà bạn hạn chế tối đa những cái chấn thương thì trong quá trình bạn tập luyện bạn phải tập đều cái sức mạnh của cơ thể. Ví dụ như tôi đẩy ngực từ 120, tôi gánh đùi, tôi có bắp đùi với một cái cơ mông đùi cỡ này đó, nó to hơn bắp chân rất là nhiều, cũng có thể gánh được 140 hoặc là deadlift lên 150, 180. Nó đảm bảo cho cái phản xạ ở bụng và chân của tôi nó rất là nhanh, để mà khi mà vô tình huống nguy cấp là sẽ tải lực ngay lập tức từ tay vai sang bụng mông đùi chân, nó sẽ bớt tải và giảm tránh được những cái chấn thương. Rồi để mà đẩy ngực nặng á, bạn luôn luôn mà phải tập vai. Ví dụ tôi đẩy được cục trả đơn này cũng đồng nghĩa việc tôi đứng tôi đẩy vai được 60-70 kg và tập được cái tay sau khối lượng lớn, có thể thích đất được một tay, nên cái bền và cái phản xạ, cái độ nhảy á của cái phần cơ vai tay nó cũng sẽ đi đều rất là lớn. Khi tổng hợp những cái sức nhanh, sức nhảy và phản xạ gì, bạn có thể yên tâm tập luyện hơn. Nên việc bạn phải xây dựng cơ bắp từ từ, xây dựng đều các nhóm cơ, đặc biệt là những nhóm cơ vai. Rất nhiều người đẩy ngực bị chấn thương vai, đó là do cơ vai nó không linh hoạt, nó bị bậy á hả? Giống như đẩy nặng lên nó bị như cửa sau á, bạn phải biết được cái góc độ đẩy đúng, góc độ này đẩy đúng, và mở lên quá nó rất dễ chọc khớp vai, dễ căng cái cơ vai. Rồi. Mặc dù nó sẽ vô ngực nhiều hơn, nhưng mà bạn không nên để nó lên quá vậy, bạn phải chấp nhận bạn lên từ từ ở nhóm cơ ngực và tăng đều ở cả nhóm tay sau và vai cũng như cầu vai. Thì khi tổng lực như vậy á, cái khối cơ của bạn nó cân bằng đều. Đây là gọi là này, gì? Vai trước nè, vai ngang nè. Những bài mà bạn nâng lên phía trước gì, nó lên vai trước. Rồi. Vai trước nó ảnh hưởng cơ ngực rất là nhiều. Rồi. Sẽ vô được nữa. Thở đi. 20 giây nữa vô nha. Thở 4 phút rồi. Nước không? Chuyện mà khi mà các bạn tập nặng á, nghỉ cỡ giữa hiệp 20 phút là chuyện bình thường, không sao hết, quan trọng là tổng lượng bạn tập nó nhiều như thế nào và độ kích thích cơ nó căng. Thêm nước không? Nó được rồi, muốn thêm nữa. Rồi, tập trung nha. Giãn cơ nè. Giãn cơ á, không giãn cơ, cơ nó khó tập trung để tập nặng được lắm. Hiệp 3. Rồi, hết sức. Giãn cơ, giãn cơ. Để có thể là kích thích cơ theo đúng những gì mà cái lực bạn gây. Nè, nhìn ngực nè. Đó. Sao rất là khó. Giống như việc tôi dự tính, tôi thiết kế các bài tập cho tôi là 3 hiệp, mất 32,5 kg mỗi bên tay, là tôi sẽ tập 3 hiệp, mỗi hiệp 12 cái. Nhưng mà thực tế là trong vòng 8 phút tôi không đủ sức. Tôi chỉ tập hiệp 3, hiệp 2 được 11,5 kg, và hiệp 3 được 10 cái. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự việc là bạn kê lịch tập, bạn thiết kế, bạn sẽ thất bại với những gì bạn đặt ra. Chuyện bình thường. Nhưng mà nếu tuần sau bạn kê nó lên 34 kg cũng như đó hiệp, bạn vẫn thất bại, thì tổng lực đẩy
của bạn nó vẫn khá hơn tuần này, hoặc là chỉ tuần sau, tuần này bạn biết là bản thân mày tập được nhiêu đó đó, 3 hiệp, mỗi hiệp 12 cái, nhưng hiệp 3 mày chỉ tập được 10 cái thôi, sẽ cố gắng tuần sau đạt đến 12 cái ở 3 hiệp, đó gọi là gia tăng từ từ, cường độ gia tăng dần, bạn không nào một nước bạn đi lên, không một mức rất là lớn, bạn còn cái khoảng thời gian để bạn làm quen và gia tăng từ từ, bạn sẽ phải thất bại hàng trăm hàng ngàn lần, nói chuyện bình thường, nhưng riêng việc bạn tập luyện, bạn đạt được những gì và sắp xỉ những gì mà bạn ghi ra, đó là bạn đã thành công hơn việc là bạn không đề ra một chiến lược, một lịch tập gì cả và bạn không đạt được gì cả. Rồi hãy thành công nhé. Nước đây, nước đi. Nghe quá động lực luôn. 30 phút tập được 2 bài.